Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 âm lịch nha các bạn. Hiện tại thì mình cũng đang tiến hành cơi cây hai chưa xong nha các bạn. Mình cơi từ bữa hôm 9 cho tới tới nay các bạn. Thì cái số lượng của mình nó cũng nhiều nên ba cơi hơi lâu ha. Hiện tại mình cũng đang cơi nè. Đó nè các bạn thấy mình cơi cơ một á thì dưới cái chân này nè, cái chỗ này là hõm lúc trước mình cơi cơ một các bạn. Đó. Thì bữa nay nó đâm lên tượng như vậy thì mình chừa một cặp đầu tiên á, mình chừa một cặp lá nè, mình bẻ bỏ hang, còn từ ngoài này ra thì các bạn canh từ đây nó ra đây nó bằng á, thì các bạn bấm ha, đó. Bấm như mình nha các bạn đó. Vậy thì nói chung là còn kìa, từ từ cái nhang tược bấm này nè đó, các bạn thấy từ đây ra đây, từ đây ra đây thì các bạn bấm mail ngoài này ha, nó cũng như là các bạn bấm bỏ vòng vậy đó. Rồi xong. Đấy, như vậy các bạn canh sao cho nó cái chậu nó đều ngang đều đẹp, là vừa thẩm mỹ con mắt của bạn các bạn là được rồi. Nói chung là mình tương đối đó cho nó khoảng, nói chung là các bạn làm sao cho nó bằng ngang ha. Đấy, mình chia sẻ các bạn ha. Còn các bạn nào mà lá cây nhỏ cây lớn như thế thì hôm nay là các bạn cũng tranh thủ cơi đi. Cơi bấm đọt đi để cho nó kịp bông ha. Còn những bạn nào mà cái học như học tiêu hoặc là bự hơn cỡ này thì mình bấm luôn cây hai luôn. Còn nếu mà các bạn để luôn á, thì nó sẽ sớm nha, nó sẽ nở sớm. Rồi thì cái tình hình nó như vậy thì bông á, thì các bạn cơi á, nhưng mình á, thì mình cơi theo kiểu bán đi bán chợ thì cũng có nở có búp các bạn. Thì hầu như là mình đi bán chợ người ta khoái búp hơn. Thì ở đây mình cho cái hoa mình nở khoảng chừng, đi chợ lúc mà có 25 á, là nó khoảng nở khoảng chừng 50% ha, nó khoảng cỡ này nó 50%, nó nở nửa bông á các bạn. Nó không nở hết bông ha, tại vì nó hết bông người ta chê, người ta không có, người ta không thích là nở hết ha, người ta không muốn ấy. Rồi mình thì mình sẽ làm theo yêu cầu của chồng, theo yêu cầu của cái khách hàng của mình á, thì mình cho nó ra khoảng 50% bông. Rồi trong khi các bạn những cái điều lưu ý các bạn nè, thì khi mà các bạn trồng những họ nè, các bạn khi mà nó ra bông rồi á, nó đã nở kén ra rồi, như nở kén cái bông mà khoảng hạt vàng đó, hạt vàng mà có màu lên rồi đó, thì cái chúng đó mình sẽ tưới, tiến hành là tưới chăm gốc nha, mình tưới vô trực tiếp vô gốc này, không có tưới lên bông nha các bạn đó. Tại vì các bạn tưới lên bông á, là cái nước vô bông nó sẽ giúp bông lẹ nở nè, với lại cái bông mà nó thấm nước á, nó sẽ nặng cái bông, nó dễ gãy nhánh nha đó. Thì đây là những điều lưu ý các bạn. Thì bây giờ hiện tại thì mình còn tưới lên bông, tưới lên cây được nha, nhưng mà mình cũng hạn chế các bạn tưới lên cây nhiều quá, tưới mà trên đây nó quá cái cây mình sẽ nó bị bè ra gì nè, nó bị nặng nước đó các bạn. Đó là theo kinh nghiệm của mình ha. Đó, thì đó mình chia sẻ các bạn như vậy. Còn khi nào mà có bông nở bông rồi thì mình không có tưới lên bông nha các bạn, mình có tuyệt đối không tưới lên bông luôn nha đó. Còn nhiều khi mà người ta mua về á, người ta muốn cho lâu á, người ta cũng không có tưới lên bông luôn, người ta chỉ để tưới dưới gốc thôi đó. Mà nếu mà tưới lên bông một cái á, thì bông nó rút nước, nó lẹ nở lắm nha các bạn. Bởi vì cái mùa này trồng nhân họ thì mình sợ nhất là trời mưa, lúc mà các bạn nào mà trồng bông mà hơi nở sớm á, gặp trời mưa sợ lắm, này gặp trời mưa nó sẽ lẹ nở bông á. Này đây mình sẽ canh trừ hao các bạn đó. Mình canh là đây là lối tới 25 ha, là nở 25 là mình bắt đầu mình giao lái rồi. Nếu các bạn nào có bán lái là khoảng 20 tới 25 là có giao lái ra rồi, là giao rồi đó các bạn. Thì có nhiều người đi chợ bán lối, nếu các bạn nào đi Sài Gòn á, thì khoảng 28 là thường thường là đó mình đi đó, là 28 mình lên Sài Gòn bán rồi đó. Còn dưới chợ quê thì mình đi sớm hơn chút, tại vì nó thật sự ra các bạn lên thành phố bán bông này nè, lên thành phố lên sớm quá là không có nước tưới nữa đó. Rồi bến bãi này cái nọ không có nước tưới, có chỗ quá chỗ không nữa, thành ra người ta đi trễ chút. Còn dưới quê mình đi chợ quê thì nước vào là bao la tưới thoải mái đó. Thì mình tranh thủ trồng như vậy, thì nếu mình có đi thành phố đó, các bạn, thì cái phân cuối cùng mình vô còn khoảng được nhiêu đây phân thì nó còn đều giữ được nước, mình cũng hạn chế được tưới ha. Đó này mình với lại á, là mình khi mình vô ra nụ bông rồi đó các bạn, mà để chừa miếng phân vậy đó thì nó sẽ giữ độ ẩm cho cây, nó không có bị khô khô cây, rồi nó sẽ giúp cho cái cây nó xanh tươi lá hoài, nó không có bị giật dần lá đó. Thì đây là những cái điều mình chia sẻ với các bạn ha. Đó. Các bạn mùa này các bạn nhận thọ như vậy là các bạn để khô lá là dở lắm nha, khô nước là dở lắm nha, nó phải giật dần lá nè, giật nè, cây giật loại đủ thứ hết, bông của bạn sẽ nhỏ luôn đó. Rồi cái cây hai của mình á, thì cái bông nếu như mình nói nhỏ nó cũng không gọi là nhỏ các bạn, nó khoảng 9-10 với cái bông một cây thôi, nhưng mà mình được có một cái là nhiều bông đó, các bạn.
mình trồng vô bao này các bạn. Đó, tại vì mình cơi hơi sát chút xíu cho nó một cây một chậu mình là nó khoảng, nếu mà tính tính là cũng khoảng năm năm sáu chục bông các bạn. Đó, nếu mình cơi cơi hai ha, là mình chăm sóc kỹ ngon lành luôn đó, là cây bông nó bự lắm nha, nó cũng không có thua gì cây bông một cơi đâu. Đó, tại vì nó còn các bạn nào mà hỏi mình thì những cái cây nào nhỏ quá mà không có đều thì các bạn cánh bấm sao cho đều, thí dụ như một cây bạn có được ba cặp lá nhưng mà bạn đã đi cơi cơi một rồi thì lên được hai ba cặp lá thì các bạn cứ bấm đại đi, bấm cái gì mình bấm bấm bỏ mấy cái bông á, nếu có bấm bỏ cái những cái đợt này nè, nếu mà ngay đây bấm thì tới hai mấy là nó kịp Tết nha các bạn. Đó, chứ các bạn hỏi mình thì mình các bạn nói hai ba cặp lá mình cũng không hiểu là nó bự cỡ nào hay là nó nhỏ cỡ nào, mình cũng không có biết được nữa. Thì các bạn nếu mà các bạn cơ như mình cơ theo mình đó là cơ một cơ hai thì tới chung bữa nay là tới cơ hai là các bạn phải bấm luôn đó, bấm luôn cho nó kịp Tết ha, chứ các bạn không bấm là bạn để nữa thì nó trễ hoặc là nó sớm luôn đó. Thì các bạn theo mình làm thì các bạn nếu mà làm mình cơ thì các bạn cơ luôn ha. Rồi đó, thì nói chung là các bạn nói thì mình trên comment bên dưới đó, thì mình cũng biết là cái cây bạn nhỏ nhưng mà mình không biết nhỏ cỡ nào mà để mình biết mình chia sẻ các bạn ha. Đó, thì đây mình cũng không có dạng mấy cây nhỏ video trước mình cũng có chia sẻ các bạn đó, thì nó nhỏ mình cũng bấm luôn chứ mình không có để bấm hết luôn, bấm lượt một lượt một ngày trong mấy ngày này là bấm hết luôn cho hoàn toàn để cho kịp bông ha bạn, kịp tược kịp bông luôn đó. Rồi ví dụ như cái nào không kịp thì mình nung nung phân thúc phân cho nó lẹ ha. Đó, thì các bạn ví dụ như là mình tưới phân một tuần lễ một cử thì mình sẽ tiến hành là 3 đến 4 ngày các bạn tưới sương một cử, 3 đến 4 ngày tưới sương một cử, các bạn tưới liên tục khi nào thấy nó khoảng mùng 10 hay 10 ấy gì đó các bạn thấy có nụ ngon lành rồi thì các bạn lúc đó là bạn cần ngưng tưới lại từ từ ha. Rồi xong tưới phân thì các bạn kết hợp xịt dưỡng, ví dụ các bạn xịt trước bữa trước các bạn xịt dưỡng xong ngồi qua ngày sau hay cách nhau một ngày hoặc hai ngày các bạn sẽ tưới một cử phân đó, thì cứ làm cái quy trình nó sẽ lặp đi lặp lại hoài cho khi tới khi nào cái cây bạn thấy nó ổn thì thôi ha. Rồi còn các bạn nếu mà các bạn có xịt thuốc bệnh đó, thì tốt tối thiểu là các bạn phải để 3 ngày các bạn hãy xịt dưỡng nha, tại vì cái lúc đó cái cây nó đang hấp thụ thuốc trị bệnh của các bạn rồi, các bạn xịt thuốc dưỡng vô nó tới tấp quá thì mình sợ cái cây nó chịu không nổi nha. Đó thì các bạn cố gắng như vậy đó, thì đó là vài điều kinh nghiệm của mình chia sẻ đến với các bạn ha. Đó, thì bây giờ thì nó thật sự là mấy ngày nay là mình lo mình cơi cái này là đắm đuối luôn các bạn, nó còn nhiều lắm luôn á, còn thấy không đó, bên đây mình mới cơi được vàng còn thớt bên đó đó, các bạn thấy nó hạ giật xuống đó, còn bây giờ bên đó nữa, còn thì bên đây mình cơi rồi nè đó, mình cơi rồi mình dang rộng canh chút xíu nữa các bạn, chứ cơi hai là cái tàn nó bự dữ lắm nha các bạn, thấy là một cơi một của mình là hiện tại bây giờ là vậy nè đó, các bạn thấy rõ rõ không đó, một cơi một của mình nè đó là tàn nó dày rồi, các bạn nghĩ cơ hai nó ra cỡ nào ha, cơ hai nó ra dữ dằn lắm nha đó, thành ra mình phải dang cho rộng rộng chút xíu các bạn đó, chứ không phải để nó lép nó thành lỗ búa nè, một cơi nè này một chậu nên để xuống các bạn ở đó, một chậu của mình nè đó, một cơi một đó các bạn thấy không, này chậu xe 11 nè, một cơi một của mình đó, cơi hai là nó bự nó khoảng cao một phần mấy nữa đó, nó phải hoành và bự như nó đó, thì mình phải gian cho rộng rộng ha, tới mình nói là ăn trồng cái nhân thọ mà trồng để càng xa tàn thì nó đẹp hơn ha. Đó, thấy không, cây của mình nè một cơi một còn thấy không, đó, cơi nè tàn bông nè, tại vì giờ nó hơi cháy nắng nó không được, bạn thấy không, nó xanh nữa, đây là nó xanh đen luôn các bạn, rất tốt luôn á, lắm nè tuột nè, bạn nhìn thấy cái cây nhân thọ của mình nè đó, cây nó mập lút luôn các bạn, nó cũng bằng ngón út mình luôn rồi đó, nè, gần bằng ngón út mình luôn rồi đó, đây cái nhánh đó nè, tuột nè, các bạn thấy nó tuột tuột cái nè, nếu mà các bạn mà trồng được cái cây nhân thọ như vậy á, thì các bạn cơi cơi hai bông nó bự lắm nha, đó, nó không có thua gì đâu nha, đó, mình cố gắng mình trồng sao mà cái cây nó như vậy nè các bạn, đó. Thì mỗi năm mình trồng lúc nào cũng cây nó cũng vậy ha, đó. Thì năm nay mình trồng có 1.000 cây à, còn lại một mình chăm sóc á thì nó hơi ngáy quá. Không sể các bạn. Thì thôi thì ở đây mình cũng chia sẻ với các bạn là nhiều điều thôi.
Khi nào mình coi xong mình tưới phân, mình sẽ làm một cái video để chia sẻ lên cho các bạn xem. Các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký kênh chuồng để nhận được những cái thông báo, những video mới nhất của mình. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn xem để học hỏi ha, kinh nghiệm thêm. Nói chung là mình làm kênh chia sẻ, các bạn mình cũng vẫn đi học những cái kênh khác nha các bạn. Đó. Thì học thêm để mình rút thêm ra cho mình những cái kinh nghiệm tích lũy nha. Chứ còn cái nghề này là làm hoài làm mãi luôn. Là từ khi mình nghỉ nghề thôi chứ còn đam mê còn làm là còn phải học hỏi các bạn. Rồi, rồi em chào ha. Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nha. Đó, và có một vụ hoa thật đẹp và có bán được giá cao ha. Mình cũng trân trọng cảm ơn các bạn ha. Rồi em chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.